Rồi, thử coi. Đó, vậy được á, đúng rồi á. Đúng một luôn á. Giờ quét màu đỏ lên. Màu đỏ thì nó chỉ hơi hơi lướm lướm. Cái này thôi. Còn ở trên làm cái gì? Nó đỏ đỏ như vậy nè mới đẹp. Đỏ là máu khô, cái này là máu khô. Ừ, máu khô cũng được. Đỏ miếng hết đi. Ai biểu việc cho màu đen vô gì đi. Rồi. Vô. Nhúng nhúng nó không phải đâu. Ừ, có giống tay đẹp á. Tay đi đang ăn. Dạ, xuống khúc trên đỏ đỏ. Không thấy bàn tay đâu. Không có nghĩa là vòng. À. Ba giờ chụp rồi nó kéo xuống. Bên này, bên này. Đây chính là dây máu. Chỉ là mình làm sao để cắt. Đây là cắt căng ra cho nó dễ cắt. Cắt dễ không? Đây, cắt không? Không cắt được cái tọng ngắn ngắn. Cắt nghe nhiều quá. Dê em chưa? Căng bên kia nào? Bên đây nè, tao bỏ nó nhiều lắm, còn nguyên cụ nhất kìa. Thế sao mình muốn làm màng thêm cái màng nó đã quá. Đã quá. Đào mua mấy túi máu rồi Đào? Ờ, em mua có 2 túi đó à. 10.000 một bộ vậy đó. Trời ơi. Em mua thử có xài được không thì mới mua thêm. Trời, bên ngoài đen vậy. Sau đây là quá trình pha máu. Gì ngoài cần máu hả? Ngoài cần hút cái máu cho nó vô đây nè. Cho giống như cái bịch kia. Nè, ống vàng. Sao để bơm ta? Bơm anh chồng. Bữa nay em dán rồi hả? Cái này là đồ giả mà.